Sếp ca. Chào sếp ca. Suốt đêm qua hai người đều ở phòng thí nghiệm hả? Yvonne biết sếp ở bệnh viện với chị hai nên không muốn quấy rầy sếp. Mọi người không ai đi về sao? Mọi người chỉ muốn gấp chút sức thôi. Sao rồi, Tiểu Nhu tỉnh lại chưa? Vẫn chưa. Sếp ca, vậy sếp về nhà nghỉ ngơi đi. Phải đó, giờ ở đây chúng tôi lo được rồi. Để chúng tôi làm xong mẫu báo cáo rồi gọi anh về. Không cần đâu, chúng ta cứ làm việc như mọi ngày. Tìm manh mối phá án đã là sự động viên lớn nhất dành cho Tiểu Nhu. Tôi cũng muốn mau chóng tìm ra thủ phạm, đòi lại công bằng cho Thinh Thinh. Sếp cao, chúng tôi đã đến câu lạc bộ thôn Hoàng Triều, ở phòng chứa đồ mà người lao xe bị nhốt tìm kiếm, nhưng không có phát hiện được gì. Còn chiếc xe đẩy và dụng cụ vệ sinh trên xe của người lao xe, bên giám chứng đã xét nghiệm, chỉ có dấu vân tay của người lao xe thôi. Tên này biết dùng thân phận của người lao xe để che đậy thì sẽ không quên việc dùng bao tay. Đúng vậy, tên này rất cẩn thận. Tại thời chúng tôi chưa tìm được bất cứ chứng cứ gì hắn để lại cả. Chúng tôi đã tháo xe của đế quý ra xét nghiệm. Sau khi chúng tôi loại bỏ mảnh vụn của quả mìn, chúng tôi còn phát hiện được mảnh vụn của điện thoại di động. Cho nên chúng tôi nghi ngờ hung thủ lợi dụng điện thoại di động để điều khiển làm mìn nổ, do đó mới có mảnh vụn của điện thoại di động. Đồng thời chúng tôi đã đem mảnh vụn quả mìn gửi qua tổ xử lý chất nổ. Bây giờ đang chờ kết quả xét nghiệm của bên sếp ông. Tôi chỉ muốn biết kết quả xét nghiệm của mấy sếp sớm hơn thôi, không làm phiền sếp chứ sếp ông. Không có, chúng tôi xét nghiệm cũng gần xong rồi. Vậy có phát hiện được gì không? Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, quả mìn này được dẫn nổ bằng điện thoại di động. Khi di động trong quả mìn nhận được tin tức, nó sẽ nảy sinh sóng điện từ. Sau khi máy tiếp sóng đó cảm ứng được thì dòng điện sẽ chạy qua thiết bị mạch điện. Tia lửa nảy sinh ở thiết bị sẽ làm cháy chất nổ và xảy ra vụ nổ. Vậy tức là hung thủ muốn có thời gian thích hợp gửi tin tức làm nổ quả mìn thì nhất định phải ở gần hiện trường vụ nổ. Thậm chí phạm vi tầm nhìn là ở xe hơi của đế quý. Vậy chúng tôi có thể báo cáo với cảnh sát, kêu họ hỏi nhân chứng một cách lần nữa, coi lúc đó có nhân vật nào đáng nghi xuất hiện không. Đúng vậy, nhưng vị trí mà hung thủ đứng gần nhất cũng phải ngoài 40 mét của quả mìn. Vì chúng tôi xét nghiệm hàm lượng thuốc nổ trong quả mìn là khoảng 150 gram, phạm vi lan ra có thể từ 25 tới 40 mét. Vậy thành phần thuốc nổ, axit sulfuric, axit nitric và chlorkali đều có thể mua ở những tiệm hóa chất bình thường, không có tính chỉ hướng gì cả. Tôi cũng có kiểm tra trường hợp vụ nổ trước đây, nhưng mà không tìm được bất cứ điểm nào giống nhau. Không có manh mối gì có thể cho sếp. Nhưng mà có điều này mấy sếp có thể lưu ý: mảnh dùng thuốc nổ, ngồi nổ, máy dẫn nổ mà mấy sếp gửi qua rất đầy đủ, nhưng lại thiếu cục pin của máy dẫn nổ. Bởi vì điện tích cục pin rất lớn, biết đâu sẽ để lại dấu vân tay. Mấy sếp thử điều tra cho kỹ chiếc xe đã xảy ra vụ nổ, con có tìm được cục pin không? Đồng nghiệp và tôi vật lý đã tháo chiếc xe ra xét nghiệm rồi, nhưng cũng không có phát hiện gì. Sếp Âu, anh Dương Vật Thăng đã đến. Tôi đã mời anh vào phòng họp đợi sếp. Được, tôi sẽ qua đó liền. Cảm ơn. Dương Vật Thăng mà lần trước giúp chúng ta làm nổ quả mìn à? Phải. Trước đó tôi có mời ảnh tới tổ xử lý chất nổ để làm, nhưng anh nói là phải suy nghĩ. Tôi hy vọng hôm nay anh có thể trả lời tôi. Sếp Cao, Ivan, nghe sếp Âu nói là đang đợi sự trả lời của cậu, tôi nghĩ sẽ khiến sếp Âu thất vọng. Vẫn quyết định về anh à? Thăm đã gặp chuyện như vậy, tôi là bạn của ảnh, làm sao có thể đi? Tôi nhất định phải ở lại giúp ảnh. Theo như cậu nói, chẳng phải cậu càng nên ở lại để giúp sếp Âu hay sao? Sếp Cao, sao hả? Thật ra ở bên anh, tôi đã lấy bằng thạc sĩ hóa học, đồng thời cũng thông qua cuộc thi tuyển chọn tổng hợp của nhà nước Hồng Kông. Không biết tôi có tư cách tham gia vào tổ pháp chính của sếp không? Thật lòng tôi rất muốn tìm ra hung thủ để gài mìn. Nè, nói thật nghe Ivan, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy tay cậu cầm quả mìn, tôi đã rất khâm phục sự bình tĩnh và trí thông minh của cậu. Nhưng thật lòng tôi rất muốn biết tại sao cậu lại chọn gia nhập vào tổ pháp chứng. Chỉ vì muốn giúp Thâm thôi sao? Chuyện của Thâm chỉ là một vụ án thôi. Tinh thần và nguyên tắc của pháp chứng là lên tiếng giúp nạn nhân. Đó mới là mục tiêu tôi muốn làm. Trước khi về Hồng Kông, tôi đã học khóa phân tích nhóm máu và nghiên cứu lông tóc. Hơn nữa sau khi tôi trở về, nhìn thấy mấy sếp làm sao dùng khoa học để tìm ra sự thật. Cho nên dù không có chuyện lần này, tôi cũng quyết định gửi đơn vào tổ pháp chứng. Không phải tôi nhất thời manh động đâu. Có cậu tham gia vào tổ pháp chứng, tôi tin sẽ mau chóng tìm ra thủ phạm gài mìn. Hoan nghênh cậu gia nhập. Chúng ta nhất định phải làm việc chính nghĩa, từ mặt khoa học. Thế Thế, có bom đó. Tiểu Nhu, anh ba, em sao rồi? Em thấy sao rồi? Thế Thế đâu? Thế Thế sao rồi? Anh đi gặp bác sĩ. Anh ba,
Tôi sẽ không nghe được những gì anh nói. Lỗ tai của em, tai của em tại sao không có lực gì hết? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì đâu, em đừng sợ. Không sao đấy. Anh nói cho em biết đi, thì tin sao rồi? Anh nói đi. Tỉnh đi, không sao đâu. Đã nói phải đi ăn cay một tiếng mà. Nhìn mặt em cay đến nỗi nước mắt chảy đồng đồng thế xấu quá. Anh thích nhìn thấy khuôn mặt em cười nhiều hơn. Người đàn ông khiến cho người phụ nữ khóc là tội rất nặng. Vậy tức là không đành lòng rồi. Để chúc mừng Thiện Thâm Nhất Thinh chúng ta lần đầu hợp tác thành công, đưa tay ra đi, tặng cho anh đó. Cuối cùng em có một thứ giỏi hơn anh, để em nấu cho. Ây, chết rồi, con cua rớt xuống đất rồi nè. Cái này để người chỉ có một lần thôi, cho nên chiếc nhẫn này chắc định phải để anh tận tay đó cho. Đẹp quá. Đâu có ai nói đám cưới nhất định phải mang giày cao gót. Mang giày đát cũng được mà. Vì tình yêu giày đát của chúng ta. Thâm. Chị Bái. Chị Bái. Thâm. Anh Bái. Dự định là trở về để đám cưới của hai đứa. Tại sao lại? Đừng như vậy mà. Ngồi đi, em rót trà cho anh chị. Em muốn vào phòng của Thinh Thinh. Nghề đồ gốm. Có một đêm nó cầm cái ly nhảy tưng tưng trở về. Nó nói với em cái ly này là do một mình nó làm. Em hỏi nó cái ly này có bị chảy nước không. Nó nói nó dùng hết tâm sức để làm, nhất định sẽ không bị chảy nước. Còn em nhất định phải xài. Bye bye. Hãy chúng ta tới khách sạn ở đi. Anh không muốn em. Em biết anh sợ em nhịn giật đau lòng, nhưng thật lòng em muốn ở lại đây. Em ổn mà. Thôi được rồi, nhưng mà em phải hứa với anh, nếu sau này em cảm thấy khó chịu phải nói cho anh biết có được không? Tâm à, trong bếp có gì nấu ăn không? Vừa rồi trên máy bay tới bác không ăn gì. Anh muốn nói chút gì cho cô anh? Để em nấu cho. Thôi khỏi đi, anh biết khẩu vị của cô hơn, để cho anh nấu. Chắc tôi biết cậu thích anh. Cảm ơn. Anh nấu gì cho em ăn nha. Em nói chuyện với Tâm nha. TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội.
hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.